Minh Triệu, Kỳ Duyên là thanh xuân, là tuổi trẻ và cái kết không thể đắng hơn. Từng là thanh xuân, là tuổi trẻ của nhau, nhưng đến hiện tại, khi nhắc đến hai cái tên Minh Triệu, Kỳ Duyên, khán giả chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhất là sau màn ăn miếng trả miếng vừa rồi. Sao không phải là Duyên Triệu mà lại là Triệu Duyên? Bởi chúng mình hay đùa với nhau là Triệu mối duyên tụ họp về đây. Ngẫm lại thấy đúng thật, đó là những lời từng được Minh Triệu viết trên trang cá nhân vào năm 2019 khi nói về mối lương duyên đặc biệt với Hoa hậu Kỳ Duyên. Thế nhưng mối lương duyên cứ ngỡ sẽ là định mệnh của nhau ấy sau 5 năm lại kết thúc bằng những dòng trạng thái ẩn ý trên story, như drama giọt nước tràn ly, hay dù cho bạn có đối xử tệ với mình cũng không buồn trách nữa. Người được cho là có hành động tuyệt tình trước là Minh Triệu khi nữ siêu mẫu này âm thầm hủy theo dõi Kỳ Duyên, chính thức đặt dấu chấm hết cho câu chuyện chúng mình có nhau. Tiếp sau đó là màn lời qua tiếng lại của cặp đôi khiến người hâm mộ của cặp đôi không khỏi buồn bã. Thậm chí, chân tình còn bày tỏ sự thất vọng khi nhìn thấy OTB của mình đấu đá lẫn nhau. Là những người ngoài cuộc, dẫu biết chúng ta không thể đánh giá ai đúng ai sai, nhưng có một điều chắc chắn, người chịu thiệt thòi nhất khi drama nổ ra không ai khác chính là Minh Triệu và Kỳ Duyên. Nhất là khi họ phải chứng kiến người hâm mộ tấn công, dùng những lời lẽ độc hại để hạ bệ lẫn nhau trên khắp các mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng, sau màn ăn miếng trả miếng vừa rồi, thì Minh Triệu, Kỳ Duyên đã chính thức chúng mình mất nhau rồi.